Còn cái nội dung chính của bài viết hôm nay á, Dương Vi sẽ chia sẻ ở trên cái chuyên mục chống diễn biến hòa bình của tác giả Vũ Hùng, đừng để ngập chân trong ma trận xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ. Đó là cái nội dung của bài viết hôm nay. Vâng, một lần nữa Nông Dân Cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, đừng để ngập chân trong ma trận xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ, tác giả Vũ Hùng. Trước khi chia sẻ bài viết, Dương Vi xin phép tác giả. Dương Vi sẽ lấy một số ví dụ ở ngoài vào trong bài viết để cho bài viết thêm sinh động hơn. Qua đó những người nghe và các bạn trẻ sẽ hình dung được một cách thấu đáo hơn và làm hấp dẫn người nghe hơn. Lâu nay ấy, vấn đề chủ quyền lãnh thổ của quốc gia được coi là mảnh đất vàng để các thế lực thù địch bất mãn cơ hội lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá đảng nhà nước Việt Nam, bóc trần phản bác và kiên trì đấu tranh với những âm mưu kiểu này ấy, chính là hành động thiết thực góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền hợp pháp thiêng liêng của đất nước. Cái ngón nghề khó bỏ của các nhà đấu tranh dân chủ quậy đần độn này này, các thế lực thù địch phản động ở trong và ngoài nước ấy, bọn chúng thường xuyên sử dụng là gì? Có thể nói rằng ấy, lợi dụng vấn đề chủ quyền lãnh thổ, trong đó có chủ quyền về biển, đảo, để xuyên tạc sự thật, kích động dư luận và gây rối, vốn là cái nghề của các thế lực thù địch muốn chống phá Việt Nam. Và như một thói xấu cố hữu ấy, thường thì cứ mỗi khi nước ta đứng trước những sự kiện trọng đại, ngón nghề này ấy, lại được chúng tung ra để phá bính, làm đảo lộn tình hình. Đấy. Trong những ngày toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang phấn khởi chào mừng sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng, dư luận tiến bộ trong nước và quốc tế không khỏi bức xúc khi trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin xuyên tạc về vấn đề chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Chỉ cần bớt chút thời gian suy ngẫm, đối chiếu và nhìn nhận một cách thấu đáo có thể kết luận đây là cái luận điệu của các phần tử cơ hội phản động thường xuyên rình rập cơ hội để chống đảng, chống nhà nước và gây xôn xao, gây xáo trộn cái cuộc sống ổn định, hòa bình hiện nay của nhân dân Việt Nam. Ở đâu đó, trên các trang mạng xã hội hay các diễn đàn quy tập nhiều phần tử bất mãn rêu ra rằng đảng, nhà nước Việt Nam coi trọng việc tổ chức đại hội đảng hơn vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đó. Hoặc cố tình xuyên tạc cái quan điểm đường lối chủ trương đấu tranh giữ vững chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc thông qua những cái thuyết âm mưu nhuốm màu kích động như Việt Nam lôi bè kéo cánh đi với nước này chống nước kia và rằng không đánh nhau thì mất biển, mất đảo, thế nước lâm nguy. Đó là cái chiêu bài của các thế lực thù địch phản cách mạng, nó thường xuyên đưa ra. Mà cái bài thế nước lâm nguy này ấy, hầu như ở trên các diễn đàn các thành phần phản động nó thường xuyên đưa ra đất nước Việt Nam lâm nguy rồi, đấy, Việt Nam sắp mất nước rồi, năm tháng mùng 1 tháng 1 năm 2020 theo Hiệp định Thành Đô Việt Nam sắp nhập trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Bây giờ là tháng mấy rồi? Xin thưa rằng hôm nay là 25 tháng 9 năm 2020 rồi. Những cái luận điệu xuyên tạc của bọn chúng thường xuyên đưa ra là như vậy, còn rất là nhiều. Cho nên ấy, chúng ta phải vạch trần cái chân tướng và đường đi của những chiêu trò này là việc nhất thiết phải bàn, phải làm. Có thể tự hào khẳng định rằng ấy, lịch sử quá trình dựng nước, giữ nước, xây dựng và phát triển đất nước đã chứng minh trong mỗi người dân Việt Nam là mỗi trái tim yêu nước. Khi chủ quyền lãnh thổ quốc gia đứng trước những thách thức hoặc bị xâm phạm, lòng yêu nước được người dân thể hiện bằng cách dồn tối đa sự quan tâm, thường xuyên dõi theo những thông tin liên quan, lợi dụng tâm lý này ấy, các đối tượng thường đưa ra những thông tin sai sự thật, nhất là cái đám nhà đấu tranh dân chủ quậy đầu bù răng bựa đần độn này này, gọi chung là các thế lực thù địch ấy,
nó đưa tin sai sự thật, hòng bẻ lái dư luận, kích động người dân nhằm mục đích. Cuối cùng là xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, chia rẽ mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội, công an cụ thể, cùng với việc phê phán các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế xâm phạm chủ quyền Việt Nam ấy, các đối tượng này cũng đồng thời quy chụp lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta là phản ứng chậm hoặc né tránh, không dám đối đầu, đang tâm để chủ quyền lãnh thổ quốc gia bị đe dọa. Nhưng mà Dương Vi xin nhắc lại nhé, các thế lực thù địch này là ai? Là những thành phần ngày trước ấy, tham gia là lính ngụy quân ngụy quyền của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ, là tay sai bán nước cho Ngụy, mà chính biển đảo ấy, bị mất từ cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1974 là một số quần đảo nha. Cái mưu đồ cốt lõi của những cái luận điệu này á, là khiến lòng dân mất yên, dần dần mất niềm tin vào lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đó là cái mục đích của các thế lực thù địch phản động, nó hướng tới là như vậy. Càng nguy hiểm hơn ấy, khi nhiều đối tượng lợi dụng vấn đề chủ quyền lãnh thổ này, trong đó có chủ quyền biển đảo, để kích động kêu gọi người dân xuống đường thể hiện lòng yêu nước, từ đó gây mất an ninh trật tự xã hội và kiếm cớ để tiếp tục chống phá. Mà cụ thể nhá, cái việc này bọn chúng đã thành công năm 2014. Formosa 2014 là giàn khoan Hải Dương 951 nhá, Formosa Hà Tĩnh 2016-2017. Đấy, nó lợi dụng vào cái chủ quyền biển đảo này và đất đai. Mà đặc điểm cao trào hơn là 2018, tháng 6 2018. Cái một thực tế khác cần nhìn nhận, đó là trong khi đa số người dân nhận thức đúng đắn về quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ấy, trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia gần như miễn nhiễm với những luận điệu xuyên tạc hồ đồ và cú rích ấy của các thành phần phản động này, thì ở đâu đó vẫn có khá nhiều người sập bẫy, trong đó chủ yếu là những người mới hoặc ít tiếp xúc với Internet trên cái mạng xã hội này này, đặc biệt là thông qua kênh YouTube và Facebook với nhiều cái trang mạng xã hội khác, trong đó chủ yếu là những người mới hoặc ít tiếp xúc với Internet này nhá. Và những người đó, những người bị sập bẫy ấy, có cái nhìn nhận nó chưa được đúng đắn và thiếu sự khách quan về cái chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, khiến họ chưa kịp chắt lọc thông tin đúng sai, dễ bị cuốn vào ma trận phản động trên Internet. Đấy. Sự thật nằm trong những cái đầu tỉnh táo, cùng với cái việc nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch chống phá sự ổn định của Việt Nam ấy, thông qua chiêu bài về chủ quyền lãnh thổ, việc nắm vững chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tỉnh táo để hấp thụ đầy đủ cái bản chất của vấn đề là nghĩa vụ trách nhiệm của mỗi người dân chúng ta, đặc biệt là các thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên và những người thường xuyên lên mạng xã hội để tương tác này. Trước hết đấy, phải nhắc lại là chất lọc đầy đủ thông tin, đặc biệt là về cái quan điểm nhất quán xuyên suốt của Đảng ta là kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và vùng chủ quyền biển đảo, vùng trời của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Điều này đã được nêu rõ trong nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và được chứng minh trong cách thức Việt Nam giải quyết vấn đề về Biển Đông. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, giải quyết hòa bình tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và cộng đồng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển
năm 1982, gọi tắt là UNCLOS 1982, kiềm chế này, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và sớm đạt được cái quy tắc ứng xử tại Biển Đông DOC. Bộ quy tắc ứng xử này cũng đàm phán rất là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa đạt được cái kết quả như mong muốn, nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục đàm phán. Cái quan điểm xuyên suốt này còn được nêu rõ trong các bài phát biểu của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội, đặc biệt nha, như cái thông điệp sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi đến cái đại hội của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng nêu về cái quan điểm nhất quán về Biển Đông này của Việt Nam nha. Trong cái cuộc tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình, Hà Nội vào giữa tháng 10 năm 2019, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định quan hệ đối ngoại của Việt Nam thời gian qua rất là tốt, bằng chứng là 192 nước đã nhất trí bầu Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đó là cái gì? Thể hiện một đất nước có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế và một đất nước có nền chính trị ổn định, đó. Bạn bè quốc tế qua đó nhìn nhận mà nên mới bầu Việt Nam vào cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thường trực năm 2020-2021. Tuy nhiên, một số khu vực địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, nhất là vấn đề lãnh thổ, biên giới, biển đảo. Cũng tại cuộc tiếp xúc đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước kêu gọi cử tri cảnh giác những quan điểm cực đoan về vấn đề Biển Đông và khẳng định cần phải giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, không bao giờ nhân nhượng trước những vấn đề thuộc về chủ quyền, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Đó. Hay như tại lễ công bố sách trắng quốc phòng Việt Nam 2019, cùng với việc nhấn mạnh chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình và tự vệ của Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nêu rõ này: chúng ta mong muốn hòa bình, chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chúng ta xây dựng quốc phòng cũng vì mục đích hòa bình. Nếu một khi đất nước chúng ta bị chiến tranh, chúng ta buộc lòng phải cầm súng thì chúng ta cũng phải cầm súng vì hòa bình. Chúng ta chỉ sử dụng sức mạnh quốc phòng trong tình huống tự vệ khi đất nước bị xâm hại. Trước hết là độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, sự ổn định của chế độ. Đó. Ngoài ra, sách trắng này, quốc phòng còn khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, không tham gia liên minh quân sự. Và bởi vậy, quan điểm cho rằng Việt Nam bài nước này thân nước kia, đi theo nước này chống nước kia suy cùng chỉ là sự dối trá lừa phỉnh dư luận của các thế lực thù địch, của các nhà đấu tranh dân chủ quậy đần độn. Nó muốn đánh cháo khái niệm, lấp liếm để qua đó người dân người ta không biết tin vào Đảng hay là tin vào những cái thành phần phản động. Nhưng mà những cái thành phần đó là ai? Dương Vi xin nhắc lại, những thành phần đó là những thành phần cơ hội chính trị, bất mãn chính trị. Một số thành phần là chế độ cũ, là cựu quân nhân của lính Việt Nam Cộng Hòa, từng là tay sai bán nước, ngụy quân, ngụy quyền cho đế quốc Mỹ nha. Những bài học đắt giá từ các cuộc chiến tranh trong quá khứ đã khiến nhiều nước, trong đó có cả những quốc gia có tiềm lực quân sự mạnh, đang đi theo hướng lấy đối thoại, lấy cái luật pháp quốc tế làm kim chỉ nam cho mọi hành động để liên quan đến những vấn đề chủ quyền lãnh thổ, thay vì cổ suý cho xung đột
và đối đầu. Điều đó càng chứng minh rằng quan điểm, chủ trương, đường lối, đối sách của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và giải quyết các vấn đề liên quan là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia cũng như cuộc sống hòa bình, ổn định hiện có là vấn đề chiến lược. Việc đại sự đòi hỏi phải có chủ trương, đường lối, đối sách đúng đắn, phù hợp, hiệu quả và bền vững. Do đó, chúng ta cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước các chiêu trò luận điệu, kêu gào, xuyên tạc, kích động để không mắc mưu những phần tử xấu và các thế lực thù địch, để rồi ngập chân trong thứ ma trận quái gở mà chúng cố tình giăng ở khắp mọi nơi. Đấy. Mà bọn chúng còn đưa ra tại sao quân đội Việt Nam không dám nổ súng, hèn với giặc, ác với dân, không dám đưa tàu ra đó để đánh lại hay chặn, ngăn chặn đánh tàu Trung Quốc, đánh chiếm lấy lại là đảo Hoàng Sa. Đó là cái chiêu bài của bọn chúng. Nhưng mà thực tế cái quần đảo Hoàng Sa năm 1974, chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ đã mất, đánh mất cho Trung Quốc, không dám nổ súng, không dám đem máy bay ra Hoàng Sa để làm sao? Để đánh, chiếm lấy lại đảo Hoàng Sa. Cái điều đó thể hiện cái gì? Thể hiện cái sự gian trá, sự lưu manh chính trị, cơ hội chính trị của các thế lực thù địch phản động, phản cách mạng. Nó đánh lận con đen. Đó. Mà mệnh danh hồi đó là mệnh danh quân đội mạnh hạng tư thế giới. Vậy mà bỏ chạy, đu càng bỏ chạy. Mà trước lúc đu càng ấy, cởi áo, tụt quần, vứt giày mới bỏ chạy nữa cơ.